Kính thưa quý vị, trong câu chuyện thời sự tuần này, nhân tưởng niệm 44 năm các anh hùng tử sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, quyết đẩy lui Hải quân Trung Cộng để bảo vệ sự toàn vẹn của biển đảo Tổ quốc Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi bài năm 2018 Nghĩ về Hoàng Sa do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Suốt 44 năm qua, cứ đến ngày 20 tháng Giêng dương lịch thì từ sâu thẳm tâm hồn con hồng cháu lạc, dù đang lưu lạc nơi góc biển hoặc trong lũy tre làng, vẫn không ngăn được nỗi xúc động dân trào. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi 74 chiến sĩ can trường trong trận hải chiến khi Hải quân Trung Quốc xâm phạm nhóm Trăng Khuyết thuộc nhóm đảo Hoàng Sa vào ngày 20 tháng 4 1974. Tổ quốc Việt Nam rơi máu lệ vì sự hy sinh của những đứa con thân yêu. Suốt dòng lịch sử Đông Nam Á, chỉ có dân tộc Việt Nam mới anh dũng hải chiến với kẻ thù hung ác mang rợ phương Bắc. Trên sông Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền thắng quân Nam Hán, chấm dứt thời kỳ đô hộ kéo dài 1.000 năm. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh tan quân Nguyên Mông năm 1288 trên sông Bạch Đằng, làm tiêu tan mộng làm chủ Đông Nam Á của Hán tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hải chiến với Hải quân Trung Cộng ngoài biển khơi ở Hoàng Sa. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, lợi dụng tình đồng chí Cộng sản, Hải quân Trung Quốc đã tàn sát 64 cán binh Cộng sản Việt Nam tham gia công trình xây dựng tại đá Gạc Ma, có tên gọi là Johnson South Reef Xích Khoa Tiêu, Len Đảo Lansdowne Reef Quỳnh Tiêu, Colin Johnson North Collins Reef Quý Hám Tiêu, rồi cưỡng chiếm Gạc Ma để xây đảo nhân tạo. Tháng 8 2017, hãng Repsol đã ngưng thăm dò một mỏ dầu khí trong lô 136/03 cách Việt Nam 400 km và xa Trung Quốc 1.600 km mà Bắc Kinh đã gọi thầu với tên là Vàng An Bắc 21. Lập tức Trung Quốc buộc Việt Nam phải ngưng, nếu không sẽ tấn công các vị trí ở Trường Sa. Hà Nội vội vã tuân lệnh dù có phải bồi thường hợp đồng đến 300 triệu đô la hoặc hơn nữa. Do áp lực nặng nề từ phía Bắc Kinh mà phi luật tân không dám thăm dò dầu khí ở bãi Cỏ Rông, Red Bank tại Trường Sa đã bị ngưng 3 năm qua. Ngày 15 tháng Giêng 2018, Manila đã cho phép Bắc Kinh tiến hành nghiên cứu khoa học ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, kể cả rãnh Benham Rise, được Ủy ban Thềm lục địa Liên Hợp Quốc xác nhận thuộc về phi luật tân từ năm 2012. Cỏ Rồng cháu tiên có quyền và phải hãnh diện vì dòng máu bất khuất anh hùng của một dân tộc không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Nhớ lại, các dân đội của đội Hoàng Sa được Trường Nguyễn giao nhiệm vụ như một chiến binh bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi của Tổ quốc trên Biển Đông. Đội đầu tiên gồm có 5 chiếc thuyền nan mong manh chở theo 70 dân đội đã đạp đầu sóng dữ vượt hàng ngàn hải lý trên biển cả mênh mông để bảo vệ nhóm đảo Hoàng Sa như một mảnh đất không thể tách rời khỏi Tổ quốc Việt Nam. Người ra đi có thể không bao giờ trở về đất liền, nên dân làng phải lập tế đàn tế sống. Con rồng cháu lạc nào mà con tim không rớm máu khi nghĩ tới Hoàng Sa đã bị Trung Cộng cưỡng chiếm bất chấp luật pháp quốc tế. Thu hồi Hoàng Sa bằng mọi giá là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc dân tộc Việt Nam. Việt Nam gặp 3 trở ngại khi đòi Hoàng Sa bằng pháp lý. 1. Tòa án công lý quốc tế ICJ là định chế duy nhất trên thế giới có thẩm quyền phán xét về chủ quyền lãnh thổ biển đảo. Nhưng năm 1933 và 1937 đã không thụ lý vì Trung Hoa Dân Quốc từ chối yêu cầu của Pháp Quốc nhờ ICJ phân xử chủ quyền Hoàng Sa. 2. Hệ thống luật pháp của Hà Nội, tức là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, không tương thích với hệ thống luật pháp quốc tế nên khó tranh biện hữu hiệu trước ICJ. 3. Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã chuẩn bị hồ sơ đòi chủ quyền Hoàng Sa mà thực sự chỉ để trấn an dư luận. Dù sao, việc chuẩn bị hồ sơ Hoàng Sa vẫn vô cùng cần thiết và phải cập nhật thường xuyên do các chuyên gia am tường về luật pháp quốc tế để sẵn sàng khởi kiện khi thời cơ tới. Thu hồi Hoàng Sa bằng biện pháp quân sự sẽ nhanh chóng, nhưng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang gặp các trở ngại khó vượt. Thứ nhất, hiện tại, Trung Quốc đương nhiên cầm đầu 4 nước cộng sản còn lại trên thế giới,
nên Việt Nam không thể chống Trung Quốc. 2. Hải quân Cộng sản Việt Nam chưa đủ sức đương đầu với hải quân Trung Quốc. 3. Việt Nam chưa có đồng minh hiệp ước vượt trội Trung Quốc. Giải pháp quân sự dễ thành công khi bên Tàu có loạn, nên rút khỏi hoặc giảm quân tại Hoàng Sa thì Việt Nam ra tay. Năm 1947, Trung Hoa Dân Quốc chiếm đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa cho rút đi từ năm 1950. Trung Cộng tái chiếm năm 1956. Tuy nhiên, Việt Nam cần xây dựng một lực lượng hải quân hùng hậu và hiện đại mới có khả năng thu hồi và bảo vệ vững chắc Hoàng Sa. Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực về Luật biển PCA đã xác nhận không có thực thể địa lý nào trên biển Nam Trung Hoa hội đủ điều kiện đảo theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, còn gọi là UNCLOS, nên chỉ có lãnh hải tối đa là 12 hải lý. Không có nhóm đảo nào hội đủ điều kiện quần đảo để có quyền có dùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa. Do đó, dù cho Việt Nam thực sự làm chủ Hoàng Sa, thì lợi ích của Tổ quốc cũng hạn hẹp. Nhưng lợi ích mang lại từ quyền chủ quyền khoảng 1 triệu km2 trên Biển Đông của Việt Nam vô cùng to lớn. Vì thế, dân tộc Việt Nam cần phải tập trung vào công cuộc đấu tranh pháp lý về quyền chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa, bởi hiện tại đang có lợi thế hơn bao giờ hết. Phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế PCA đã minh định các yêu sách chủ quyền lịch sử của Trung Quốc về đường chính đoạn không có tính chất pháp lý. Tuy phán quyết của Tòa PCA chỉ liên quan trực tiếp đến vụ án Phi Lục Tân kiện Trung Quốc, nhưng thực tế đã làm sáng tỏ quyền chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa sao cho phù hợp với Công ước UNCLOS. PCA có thẩm quyền phán xét tranh quyết về quyền chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa, dù bên Mỹ không tham gia vụ kiện, vẫn phải có trách nhiệm thi hành án lệnh. Vậy là có án lệ để khởi kiện, và các chuyên gia hàng hải quốc tế cũng nhiều lần khuyên nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên làm. Việt Nam phải kiện Trung Quốc đã lấn chiếm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nghiêm cấm tàu cá Việt Nam hành nghề tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Chuyện đòi lại chủ quyền Hoàng Sa còn phải chờ thời cơ thuận tiện trong tương lai. Nhưng hiện tại, Việt Nam cần phải cấp tốc tiến hành kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế về Luật biển để có đầy đủ yếu tố pháp lý trong công cuộc đấu tranh trực diện với Trung Quốc mà giành lại quyền chủ quyền chính đáng của dân tộc trên Biển Đông. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện thời sự với chủ đề năm 2018 nghĩ về Hoàng Sa do Bình Luận Gia Đại Dương biên soạn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau. Thay mặt cho ban tổ chức, Tuyết Minh và Diễm Chi xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ quý báu đến chung vui với hội trong buổi sáng thứ bảy này, và đặc biệt để chia sẻ niềm vui với các anh chị lớp 3 tốt nghiệp năm nay sau 3 năm miệt mài với khẩu độ, tốc độ, bố cục, ánh sáng để hoàn tất những tác phẩm cho project cuối trường. What so proudly we have at the twilight last gleaming, who brought stripes and bright stars, gave proof through the night that a flag was still there. Thank you.
đây là ngày hết khóa học của các anh chị em lớp 1, của anh chị em lớp 2 và cũng là ngày ra trường của các anh chị em lớp 3. Trong bầu không khí long trọng, ngày hôm nay buổi lễ mãn khóa 2017 của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam Ngoại Trình Đốn, tôi rất lấy làm hãnh diện được thay mặt cho ban chấp hành, các giảng viên xin được chúc mừng tất cả các anh chị em đã học hết khóa học, cũng như các anh chị em lớp cuối đã kiên trì kết thúc 3 năm theo học các lớp nhiếp ảnh của hội. Thưa các anh chị, năm nào cũng vậy, tôi xin dành bài diễn văn khai mạc thành đôi lời tâm sự với các anh chị em lớp 3, lớp học cao nhất của hội, những lời chia sẻ giản dị. Điều này chỉ là muốn được gần gũi với các anh chị em trước khi chia tay. Các anh chị thân mến, rồi đây rời khỏi mái trường VNPS này, các anh chị sẽ bước vào một thế giới nghệ thuật bởi nhiều con đường khác nhau do chính mình lựa chọn. Chúng tôi mong rằng những điều đã học theo nghĩa rộng của từ này sẽ giúp các anh chị vững vàng với lòng nhiệt tình, sự say mê, các anh chị sẽ trở thành những nhiếp ảnh gia xuất sắc, hiểu biết những kỹ thuật cao hơn, có những tác phẩm tầm cỡ, và điều đó là điều tôi mong muốn. Ngày tháng trước đau thương có những chiều thành phố mưa bay, thương em đầy dòng hạt đêm dài, nghe hơi thở chạnh lòng bao niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời. Thưa các anh chị, dự thi phải do người dự thi chụp, hình ảnh không được chắp ghép thêm bớt hay thay đổi những chi tiết gì, có thể dùng Photoshop để chỉnh lại ánh sáng mà thôi. Điều cần nhất là phải theo cái ấn định thời gian chụp do ban tổ chức. Và một giải đặc biệt là President's Choice về tay anh Phan, Quang Phan. Anh Hùng Nguyễn, xin mời giải Silver chị Kim Châu lên sân khấu để tặng hoa cho ban chấp hành lớp 3.
Xin mời chị Kim Hoàng trao hoa cho chị Kim Sung. Xin mời chị Kim Mỹ trao hoa cho Mỹ Linh. Xin mời chị Kim Châu trao hoa cho chị Kim Quang. Dạ, xin cảm ơn ban chấp hành của lớp 3 một lần nữa. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Anh Henry Hoàng Nguyễn. Anh Hồng Nguyễn. Chị Kim Mai Nguyễn. Chị Kim Quang Lê. Chị Thúy Trần Âu Dương. Chị Kim Mỹ Eldred và chị Kim Mỹ cũng được honorable mention. Khôi Vũ Nguyễn và anh Khôi Vũ cũng được honorable mention. Chị Mỹ Linh, chị Mỹ Linh Trần và chị Mỹ Linh cũng được honorable mention. Anh Robert Phạm. Anh Robert cũng được honorable mention. Tiên một lớp đã có sự đóng góp cho Hội Nhiếp ảnh Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Lần nữa xin thành thật cảm ơn tất cả các anh chị em lớp 3.